Thưa quý vị, tiếp tục chương trình trong chuyến thăm và làm việc tại Bến Tre. Chiều qua ngày 22 tháng 1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre. Ông Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy, bà Hồ Thị Quận Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh tham dự. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ cho biết, năm qua, với tinh thần đồng thuận sáng tạo, sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền các cấp cùng với sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, toàn đảng bộ quân và dân Bến Tre đã triển khai thực hiện nghị quyết Tỉnh ủy đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, thực hiện đạt và vượt cả 3 trên 3 chỉ tiêu về xây dựng đảng. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre phát huy kết quả tích cực, chú trọng cải cách thủ tục hành chính. Tỉnh đã cung cấp 1.403 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4, đạt 80% tổng số thủ tục hành chính và đạt 100% đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 0,53% và đứng thứ 7 khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thu ngân sách nhà nước vượt 20,7% kế hoạch trung ương giao, tăng 8,1% so với năm 2020. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đã kiến nghị một số nội dung như quan tâm chỉ đạo các bộ ngành trung ương sớm nghiên cứu cho phép ban hành một số cơ chế chính sách đặc thù để đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhanh bền vững, xứng với vai trò quan trọng của vùng. Riêng tỉnh Bến Tre đề nghị trung ương phê duyệt quy hoạch phát triển tỉnh Bến Tre giữa hướng đông, trong đó có quy hoạch lấn biển, xem xét hỗ trợ tỉnh triển khai dự án xây dựng cầu Ba Lai trên tuyến đường Bắc Nam, dự án nâng cấp mở rộng các tuyến đường huyện 34, 35 và 37 phục vụ phát triển làng văn hóa du lịch Chợ Lách, dự án nâng cấp gia cố chống sạt lở đê bao cồn Tam Hiệp, huyện Bình Đại. Đề nghị Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét hỗ trợ vốn triển khai 3 dự án đầu tư trang thiết bị cho 3 trung tâm y tế cấp huyện trong 2 năm 2022-2023. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính cho chủ trương được đầu tư giai đoạn 2 tuyến đường huyện 173 với tổng mức đầu tư khoảng 200 tỷ đồng. Kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét cho tiến hành khảo sát và chủ trương nghiên cứu đầu tư cầu Đình Khao theo hình thức hợp tác công tư trong giai đoạn 2021-2025. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh. Trong thời gian tới, Bến Tre cần quan tâm đến phương châm cũng như nhiệm vụ giải pháp cụ thể trong đồng khởi mới, phát huy phong trào thi đua yêu nước, tập trung công tác phòng chống dịch COVID-19, chương trình phục hồi phát triển kinh tế, tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, trước hết là chăm lo Tết Nguyên đán chu đáo cho người dân, tập trung công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm chỉ đạo việc đổi mới hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp. Về những kiến nghị đề xuất của Bến Tre, Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là những kiến nghị rất chính đáng. Trong đó, việc quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ sớm được thông qua. Đối với phát triển về hướng đông, hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng tái tạo, các dự án đầu tư công, hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu, hạ tầng giao thông, giáo dục, đề nghị các bộ ngành phối hợp tháo gỡ vướng mắc và có văn bản đề nghị chính phủ xem xét giải quyết để tỉnh thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo.